Sao Jay-Z khiến nhân viên tức đến khóc vì bị lạm dụng khi làm việc cho điên nữ. Không chỉ kiểm soát bạn trai, sao Jay-Z còn sai khiến và kiểm soát các staff xung quanh một cách khắc nghiệt, khiến nhiều người tức đến phát khóc. Nữ diễn viên sao Jay-Z hiện đang là cái tên gây bão nhất ở thời điểm hiện tại, sau khi cô bị disrespect vạch trần là người đứng sau và điều khiển nam diễn viên Kim Jong Hyun. Vào giai đoạn họ còn quen nhau, sao Jay-Z được cho là đã thao túng tinh thần của Kim Jong Hyun và gián tiếp khiến nam diễn viên này có thái độ tồi tệ với nhiều người, đặc biệt là với Seo Hyun SNSD khi họ cùng quay phim với nhau. Mặc dù là một nữ diễn viên đang tỏa sáng, nhưng scandal lần này đã khiến hiện tượng của Seo Ye-ji đổ vỡ hoàn toàn. Không chỉ riêng việc bị cho là thao túng Kim Jong Hyun, nhiều cáo buộc bất lợi khác từ cũ đến mới về cô cũng xuất hiện trở lại. Từ chuyện bắt nạt học đường, nói dối về học vấn và mới đây nhất chính là việc kiểm soát, cư xử tồi tệ với các staff làm việc cùng mình trên phim trường. Mới đây, trên diễn đàn mạng Hàn Quốc, một Kenneth tự nhận mình là staff từng làm việc cùng với Seo Ye-ji đã đăng tải một bài vạch trần sự lạm dụng, đàn áp mà họ phải chịu đựng dưới bàn tay của Seo Ye-ji. Kèm theo bài viết, người này cũng đăng ảnh chụp cuốn kịch bản và hình poster có chữ ký Seo Ye-ji mà họ nhận được trong thời gian làm việc cùng với cô. Mở đầu bài viết, người này nhấn mạnh rằng không staff nào muốn làm việc cùng với nữ diễn viên, it's okay to not be okay, điên thì có sao. Tại công ty của chúng tôi, tất cả chúng tôi sẽ chiến đấu để không phải làm việc với Seo Ye-ji. Tôi đã khóc và nói với công ty của mình rằng tôi không muốn làm việc với cô ta, nhưng họ luôn nói với tôi rằng hãy cố gắng làm điều đó để giúp ích cho sự nghiệp của tôi. Vì vậy mà tôi đã phải chấp nhận làm việc cùng cô ta trong một vài năm. Đây là lúc netizen bắt đầu chia sẻ về sự lạm dụng bằng lời nói mà mình phải chịu đựng khi làm việc với nữ diễn viên. Người này cũng kể lại những phương pháp đáng sợ mà Seo Ye-ji đã sử dụng để truyền nỗi sợ hãi cho nhân viên của mình. Trong khi làm việc, cô ta luôn chửi bới chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng cô ta biết chúng tôi sẽ chịu tình trạng hút thuốc thụ động từ khói thuốc của cô ta. Nhưng cứ vào xe chung là cô ta lại bắt đầu hút thuốc và luôn bắt chúng tôi mua thêm thuốc lá cho cô ta. Nếu chúng tôi mắc phải những sai lầm dù là nhỏ nhất, cô ta sẽ vừa la hét, vừa nhả khói thuốc vào mặt chúng tôi. Người này cho biết rằng có rất nhiều staff muốn ghi âm, ghi hình lại bằng chứng về tất cả những gì đã trải qua. Tuy nhiên, họ đã không thể làm như vậy do Seo Ye-ji liên tục kiểm tra cặn kẽ điện thoại của staff. Cô ta sẽ thường xuyên lục soát, kiểm tra điện thoại của chúng tôi, nên tôi không thể ghi âm lại bất cứ điều gì. Tiếp đó, người này cho biết, khi Seo Ye-ji không vui, cô cũng sẽ không cho phép người khác cảm thấy được thoải mái. Nếu như cô ấy cảm thấy không muốn ăn, các staff xung quanh cũng không được phép ăn. Bất cứ khi nào cô ta nói rằng mình đang trong tâm trạng tồi tệ, cô ta sẽ không ăn bất cứ thứ gì và vì vậy chúng tôi cũng không được phép ăn. Cô ta cũng nói với chúng tôi rằng các diễn viên là những người làm việc hoàn toàn bằng cảm xúc của họ. Vì vậy, chúng tôi nên nhượng bộ và làm theo những điều cô ta muốn. Cô nghĩ mình là người duy nhất phải làm việc bằng cảm xúc sao? Vậy chúng tôi là gì? Chó và lợn ư? Những lúc cô chửi rủa chúng tôi thậm tệ, chẳng lẽ chúng tôi không có cảm xúc sao? Cựu staff cũng tiết lộ rằng, mỗi khi có tin đồn xấu về Seo Ye-ji xuất hiện trên mạng, nữ diễn viên sẽ ngay lập tức tìm đến và đe dọa họ. Nếu có những tin đồn không hay về cô ta sẽ đến gặp chúng tôi và nói, tôi biết đó là mấy người đã làm vậy, lan truyền tin đồn. Thế giới trong ngành này nhỏ lắm, hãy cẩn thận với những gì mấy người nói, nếu không tôi sẽ không để cho mấy người dễ dàng kiếm cơm ăn đâu. Cô có nhớ đã đe dọa chúng tôi như thế không? Tôi muốn tiếp tục làm việc trong ngành công nghiệp này, nên tôi đã không nói bất cứ điều gì về cô, vì tôi sợ những lời đe dọa đó. Tôi hối hận vì đã không nói bất cứ điều gì và để những ngày tháng trôi qua khi tôi phải chịu đựng sự đau khổ về tinh thần và bị chửi bới khi làm việc cho cô. Bên cạnh đó, lại tiếp tục có một người cho biết mình là staff làm việc chung với Seo Ye-ji và có những trải nghiệm ác mộng. Người này cho biết nữ diễn viên hút thuốc như cơm bữa, sai nhân viên mua thuốc lá liên tục, chửi mắng và bắt buộc staff phải bảo vệ mình vì sợ bị xe tông hay bắt cóc. Những điều này được cho là người trong ngành ai cũng biết và không có gì lạ lẫm với thái độ của Seo Ye-ji. Sau khi lời kể gây sốc này được đăng tải, nhiều cư dân mạng bắt đầu bày tỏ sự kinh hoàng trước những cáo buộc chống lại nữ diễn viên. Ôi trời ơi, cô ta điên thật rồi. Trong phim điên thì không sao, chứ ngoài đời thì rất có sao đó. Mình không muốn ăn nên bắt người khác nhịn ăn cùng với mình. Tội nghiệp họ, họ đã làm việc cùng với một kẻ điên. Cái gì? Tự đề cao mình đến mức ký tặng cho staff ngay cả khi họ chẳng muốn vậy á? Càng ngày càng thấy phản hồi chính thức từ công ty chủ quản của cô ta thật lố bịch. Seo Ye-ji đừng bao giờ xuất hiện trên TV nữa. Cô ta quả là một cơn ác mộng mà. Kiểm soát bạn trai chưa đủ, còn muốn kiểm soát cuộc đời của các staff. Bảo sao mà cô ta tồi tệ như vậy, nhưng lại ít người dám bóc phốt. Cô ta vừa đe dọa, lại vừa kiểm soát điện thoại staff cặn kẽ đến thế cơ mà. Tôi không thể tin được điều này, nghiêm túc đấy. Làm thế nào mà ngành công nghiệp tiếp tục sử dụng một người như cô ta được vậy? Bạo lực học đường, bắt nạt, tranh cãi thái độ và thao túng bạn trai. Có cái tội nào mà cô ta chưa dính hay không?